Chào các bác, chào tất cả các anh chị và chào tất cả bà con nông dân đã quay trở lại với kênh YouTube của tôi là Hải. Hôm nay tiếp tục làm thêm một video ngắn để cập nhật cho các bác về hiện trạng cây giống Ngọc Am. Dòng Ngọc Am hôm nay tôi muốn nói đến cho mọi người đó chính là dòng Ngọc Am Hà Giang. Đây là một trong những dòng Ngọc Am tốt nhất hiện nay. Về Ngọc Am thì nó có một số dòng Ngọc Am Lào và Ngọc Am Hà Giang. Tuy nhiên thì Ngọc Am Lào thì cái mùi thơm cũng như cái giá trị của nó không thể bằng Ngọc Am Hà Giang. Và Ngọc Am Hà Giang thì nó có một cái mùi thơm đặc biệt và không thể lẫn đâu được so với những dòng Ngọc Am khác, và nó được xếp vào trong số những dòng gỗ thơm nhất của Việt Nam chúng ta. Ngọc Am thì Ngọc Am Hà Giang là khác nhé, bà con chú ý giúp tôi. Đối với cả một dòng cây Ngọc Am mà ở những ví dụ như ở Lạng Sơn người ta hay gọi cây Ngọc Am ấy, thì đó lại không phải là Ngọc Am Hà Giang. Ở đó thì người ta hay gọi Ngọc Am đó chính là cây hoàng đàn giả, tức là hoàng đàn nó lai lai gần giống cây hoàng đàn Lạng Sơn ấy, thì người ta sẽ gọi là cây Ngọc Am đó. Còn Ngọc Am Hà Giang chuẩn của nó thì lại khác. Cái này thì tôi đã làm một video phân biệt cho mọi người rồi. Cấu trúc lá cũng như là hình thái, mọi thứ thì nó khác biệt hoàn toàn hai loại với nhau. Đó. Còn về kỹ hơn về cây Ngọc Am Hà Giang như thế nào thì mời mọi người tiếp tục đến với khu mà chúng tôi đang phát triển cây giống Ngọc Am. Vụ mùa hiện tại thì đang là thời điểm nó ra lộc. Nhưng cái thời điểm vụ cuối năm thì cái lá của nó đang tự hủy cái lá đi và sau đó sẽ đâm chồi nảy lộc lên trên. Nên là cái lá mọi người nhìn có thể thấy đây là những cái lá bên dưới này. Thì cái lá nó sẽ bị hơi héo một chút. Tuy nhiên thì mọi người có thể thấy là hoàn toàn chồi non đâm lồi chồi này lộc ở đây rất là nhiều và hầu như đều đã ra chồi ra lộc khỏe hết rồi như thế này. Đây. Trên tay tôi đây chính là một cây Ngọc Am Hà Giang này. Đó, đang ra lộc rất là khỏe rồi. Thời điểm hiện tại đang là thời điểm thích hợp để trồng cây giống Ngọc Am nói riêng và tất cả các loại cây lâm nghiệp hiện nay nói chung. Tiêu chuẩn bầu đây chúng tôi làm bầu 12 to chắc khỏe như thế này. Đó, và đảm bảo mọi người trồng sẽ cái bộ rễ nó khỏe hơn đối với những cây bầu nhỏ. Về Ngọc Am Hà Giang ấy, thì cái giá gỗ của nó hiện tại rất là cao, có thể lên đến hàng vài trăm nghìn là rẻ nhất trên 1 kg gỗ Ngọc Am Hà Giang. Ngoài ra thì gỗ Ngọc Am Lào nó cũng nhiều lắm. Hiện tại trên thị trường ấy, tôi thì cá nhân tôi thì chỉ chủ yếu tập trung phát triển về cây giống, và còn về thị trường đầu ra và về chất lượng gỗ thì chúng tôi cũng chỉ tìm hiểu một phần nào đấy. Tuy nhiên thì theo như tôi được biết thì về gỗ Ngọc Am bây giờ bị hàng giả, hàng nhái cũng như là hàng kém chất lượng rất là nhiều, đặc biệt là đối với những phần bên gỗ Ngọc Am Hà Giang. Và rất nhiều người trục lợi được vấn đề đấy là bán gỗ Ngọc Am Lào nhưng mà bảo thành gỗ Ngọc Am Hà Giang. Đó. Như thế thì nó rất là ảnh hưởng đến cái chất lượng gỗ, và để mà tập trung phát triển làm sao để mang đến được những cái nguồn gỗ chất lượng nhất và đảm bảo được đúng là gỗ Ngọc Am Hà Giang, chúng tôi cũng phải tập trung nghiên cứu cây giống làm sao để nó phát triển một cách tốt nhất và đủ để cung ứng cho mọi người. Đó. Hàng năm thì cũng thực chất thì Ngọc Am Hà Giang chúng tôi cũng không thể làm một số lượng lớn, bởi bản chất thì cũng phải hạt giống thì cũng phải chọn lựa chọn lọc rất là nhiều. Và để nhân giống được lên một cây giống như này thì nó cũng rất là tốn nhiều thời gian. Đó. Bình thường thì chúng tôi ở những vụ trước thì chúng tôi làm rất là nhiều. Tuy nhiên thì vụ mùa năm nay chúng tôi đang phát triển thêm một số giống cây mới. Đó, nên là Ngọc Am thì cũng đang ở vụ năm nay thì Ngọc Am cũng không được nhiều những năm trước. Đó. Tuy nhiên thì ở những phân trại khác thì chúng tôi vẫn đang phát triển rất là nhiều. Nếu các bác và bà con những ai có dự định phát triển cây Ngọc Am Hà Giang để phát triển kinh tế thì mọi người liên hệ cho tôi. Tôi vẫn có thể đáp ứng được. Đấy, số lượng như nào mọi người cứ trao đổi cụ thể với tôi sẽ cân đối giá và làm sao để đáp ứng được cho mọi người. Về đặc điểm lá Ngọc Am Hà Giang thì tôi cũng đã chia sẻ khá là nhiều, đó chính là lá của Ngọc Am Hà Giang thì nó khá là mềm như thế này. Đó. Và chiều dài của một cái lá trung bình nó rơi vào khoảng từ 5 cm. Đây. Zoom sát lại cho mọi người nhìn này. Chiều dài một lá là rơi khoảng 5 cm và lộc non của nó ra sẽ có cái màu xanh mạ như thế này, xanh rất là tươi. Và lá thì rất là mềm. Đôi khi có những cái lá nó bắt đầu ra những cái nhánh này, khi nó sẽ có những cái nhánh phát triển, và những cái lá nó khi nó phát triển ấy, thì nó sẽ từ những cái lá nhỏ nó bắt đầu nó mới dài được ra như thế này, và khi nó đủ dài rồi thì nó mới mềm. Còn đối với những lá mà đang phát triển ngắn ngắn như này này thì nó vẫn sẽ có hơi có cái cảm giác nó hơi bị cứng một chút đó, mọi người sờ vào nó hơi cứng một chút đó. Còn về cây hay nhầm lẫn đó chính là cây sa mộc. Riêng về cây sa mộc thì nó cứng hoàn toàn theo kiểu khác, nó cứng gọi là nó cứng không thể nào mà sờ vào được luôn, không bóp vào được. Nếu mọi người bóp vào chắc chắn là nó đâm chọc hết vào tay ấy. Đấy là cái điều mà mọi người nên chú ý giúp em. Hôm nay em chỉ chia sẻ ngắn gọn cho mọi người về cây giống Ngọc Am Hà Giang để chúng ta có thể tiếp cận được với nguồn cây giống nó đảm bảo chất lượng, chúng ta trồng phát triển và mang lại được cái kinh tế cũng như là hiệu quả đầu ra nó đảm bảo nhất. Mọi nhu cầu chi tiết mọi người liên hệ cho tôi là Hải theo số điện thoại 0397 928 951 mà tôi đính kèm ở bên dưới video, hoặc là có thể kết bạn Zalo nhắn tin trao đổi cụ thể hơn, và hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của tôi ngày một phát triển hơn, cũng như là tôi có thêm những cái động lực để ngày một phát triển hơn và làm thêm những cái video nữa về những dòng giống khác phát triển kinh tế cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video hôm nay của tôi. Xin chào.